xứng danh là đôi bạn thân thiết. Ngọc Trinh và Phượng Chanel cũng có bao fan đụng hàng. Liệu nữ hoàng nội y có hoàn toàn thắng thế trước đàn chị? Không chỉ có cùng chung sở thích cá nhân, du lịch, cặp chị em này còn có nhiều pha lên đồ y hệt nhau. Trong giới showbiz Việt, Phượng Chanel và Ngọc Trinh nổi tiếng là cặp chị em thân thiết. Nếu Ngọc Trinh là nữ hoàng nội y, thì Phượng Chanel cũng được biết đến như là yêu nữ hàng hiệu đình đám. Không chỉ có cùng chung sở thích cá nhân, du lịch, cặp chị em này còn có nhiều pha lên đồ y hệt nhau. Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh street style ấn tượng, chân dài Trà Vinh diện áo nơ tông hồng mix cùng quần da bóng dài trên gối màu đen, khoác áo tím có in logo thương hiệu, và đeo túi ở thắt lưng, đi đôi giày pump, đeo khuyên tai, tất cả đều của Chanel. Dù diện cả cây đồ hiệu đắt đổ, nhưng nhìn tổng thể phong cách của Ngọc Trinh sao cứ sai sai, nguyên do là việc phối những item bánh bèo cùng quần da lửng màu đen, khiến set đồ của cô trông nửa nạc nửa mỡ, nữ tính chưa hẳn, mà cá tính thì chưa tới. Thật trùng hợp là trước đó Phượng Chanel cũng từng diện những item giống với Ngọc Trinh, tuy nhiên, nữ doanh nhân này lại không mix cùng quần da như Ngọc Trinh, mà lại kết hợp cùng quần suông ống rộng, màu trắng sữa, khiến tổng thể cả set đồ trông có phần ăn ý với nhau hơn chút. Rõ ràng, dù không được đánh giá cao về gu thời trang, nhưng lần phối đồ này, Ngọc Trinh đã lép vế hơn hẳn người chị thân thiết của mình. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần hiếm hoi nữ hoàng nội y chịu thua thiệt, bởi trong những màn đụng hàng trước đó, cô luôn ăn đứt Phượng Chanel về khoản mix match khi đụng độ trang phục. Ngọc Trinh và Phượng Chanel từng cùng lựa chọn chiếc áo len đỏ của Chanel, cùng mix item này với quần đen. Nhưng Ngọc Trinh vẫn thắng thế nhờ đôi chân thon dài, cùng cách nhấn nhá phụ kiện thời thượng. Cả hai cũng từng diện mẫu áo trễ vai tông hồng nhún bèo. Tuy nhiên, rõ ràng item điệu đà hưởng phấn này phù hợp với vẻ trẻ trung của Ngọc Trinh hơn là bạn gái Quách Ngọc Ngoan. Mẫu crop top trendy của Chanel cũng từng là item yêu thích của cặp chị em thân thiết này. Nếu Ngọc Trinh mix cùng quần biker short ôm sát và sandal cao gót, thì Phượng Chanel lại kết hợp cùng short ngắn và giày bệt. Lần này, Ngọc Trinh đã áp đảo người chị của mình hoàn toàn. Không chỉ đụng trang phục, cả hai còn thường xuyên diện phụ kiện giống nhau, điển hình như mẫu túi xách trong suốt kích cỡ lớn của thương hiệu Chanel này. Cặp chị em còn từng gây chú ý khi cùng mang bút và ba lô đỏ nổi bật. Nếu Ngọc Trinh toát lên hình tượng năng động, thì bạn gái Quách Ngọc Ngoan lại sexy với váy ren. Haru, hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào, và hẹn gặp lại.